Xin chào bà con, tôi là Hùng từ vườn hồng Việt Garden. Trong những cái video trước tôi đã chia sẻ cái học thuyết 6 con đường để trở thành một chuyên gia về hoa hồng. Hôm nay tôi xin tiếp tục với chủ đề tưới nước cho hoa hồng. Thế thì tưới nước cho hoa hồng là một trong những cái chủ đề rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có các cái bước. Một là thời tiết và khí hậu, hai là giống, ba là tưới nước. Với một người bình thường thì chúng ta có thể nhịn ăn được 60 ngày, tức là khoảng 2 tháng. Và có những người mà cá biệt đã nhịn ăn đến 73 ngày, tức là khoảng gần 2 tháng rưỡi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ không uống nước tối đa khoảng 3 ngày là chúng ta sẽ chết. Thậm chí là gì ạ, nếu mà mất nước chỉ trong vài tiếng đồng hồ chúng ta cũng có thể mất mạng rồi. Và tương tự như vậy đối với cây hoa hồng. Khi mà chúng ta trong cái việc mà bón phân thì thường ở vườn chúng tôi định kỳ là từ 7 đến 10 ngày chúng tôi bón phân một lần. Tuy nhiên nếu mà cây hoa hồng 1 tháng, thậm chí 2 tháng, thậm chí vài tháng các bạn không tưới phân, chúng ta không tưới phân thì mà vẫn tưới nước đầy đủ thì cây hoa hồng vẫn có thể sống được bình thường. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta để cây hoa hồng bị khô khoảng 1 đến 2 ngày là cây có thể chết luôn. Vậy là có thể thấy được cái vai trò và tầm quan trọng của việc tưới nước đối với hoa hồng. Tại vườn của chúng tôi, hiện nay vườn trụ sở chính tại Yên Sở Hoàng Mai, Hà Nội, cái diện tích nó lên đến khoảng gần 2 hectare với số lượng cây từ khoảng 5 đến 10 vạn, tính cả những cây con như đến những cây mà trung trung và đến những cây mà chậu đại thụ. Chúng tôi có hai cái hệ thống, đấy là tưới tự động và tưới cơ do trực tiếp nhân công tại vườn tưới. Thì riêng mà tưới cơ để mà đảm bảo cái lượng nước, mà đặc biệt là trong cái tiết trời mùa hè thì chúng tôi phải đến 3 người mới có thể tưới hết được cái lượng cây trong gần diện tích gần 2 hectare, toàn bộ là trên chậu. Nói vậy để thấy là gì ạ, cái việc mà tưới nước nó vô cùng vất vả. Và cá biệt có những thời điểm mà nắng nóng đỉnh điểm trong năm, chúng tôi phải tưới nước đến 2 lần trên một ngày. Có nghĩa là gì ạ, 3 người tưới hết một buổi sáng hết vườn và tưới hết một buổi chiều với hết lần hai. Như vậy là diện 3 người chỉ có mỗi việc tưới nước thôi đã hết cả ngày rồi. Và khi mà trong tất cả những công tác kỹ thuật liên quan đến hoa hồng tại vườn của chúng tôi thì tưới nước là một trong những việc mà chúng tôi phải làm định kỳ, phải làm hàng ngày và phải làm nhiều nhất trong tất cả các cái công tác liên quan đến kỹ thuật trồng hoa hồng. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc tưới nước cho hoa hồng. Các cụ có câu là gì ạ, nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống. Và cái việc mà nước đầy đủ, nước đúng luôn là một vấn đề mà hàng đầu, quan trọng hàng đầu mà các cụ đã đúc rút. Thế thì tưới nước làm sao cho nó đúng, tưới nước như thế nào? Thì chúng tôi xin được tổng hợp thành mấy cái yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất đấy là chúng ta phải chọn được cái nguồn nước và xử lý được cái nguồn nước sao cho nó đúng. Đấy. Cái thứ hai là yếu tố thứ hai, đó là sau khi mà mình chọn được nguồn nước rồi, vậy thì mình sẽ chọn thời điểm nào là tưới nước, rồi là diện những nguyên tắc khi mà tưới nước và kỹ thuật khi mà tưới nước cho hoa hồng. Và trong cái video này tôi sẽ lần lượt chia sẻ cho các bạn tất cả những yếu tố trên. Yếu tố đầu tiên đấy là chúng ta phải chọn được nguồn nước tưới và xử lý nguồn nước tưới. Tôi có thể liệt kê ra những cái nguồn nước mà các bạn có thể sử dụng sau đây. Cái nguồn nước thứ nhất đấy là nước mưa. Nếu mà nước mưa mà không bị dính axit thì đương nhiên nước mưa sẽ là cái nguồn nước mà tự nhiên nhất, thuần khiết và rất là sạch. Thế tuy nhiên thì là
cái nguồn nước mưa này chúng ta phải phụ thuộc vào, một là thiên nhiên, cái thứ hai là các cái vật dụng chứa hoặc là những cái đồ chứa. Chính vì thế mà nó không được chủ động. Tại vườn của chúng tôi rộng lên đến gần 2 hecta, một ngày nếu mà bình thường chúng tôi có thể sử dụng từ 60 đến 120 khối nước để tưới cho toàn bộ diện tích hơn 2 hecta và toàn bộ gần 2 hecta và toàn bộ là trên chậu hết. Thì như vậy là rõ ràng là chúng tôi không thể phụ thuộc vào cái nguồn nước đấy là nước mưa được. Và tôi tin rằng ngay cả với gia đình bạn, bạn cũng không thể phụ thuộc vào nguồn nước mưa, đúng không ạ? Cái nguồn nước thứ hai mà chúng ta có thể lựa chọn đấy là nguồn nước từ sông. Cái nguồn nước từ sông đương nhiên là một nguồn nước rất là tuyệt vời nếu mà cái nguồn nước sông đấy không bị ô nhiễm. Đặc biệt là nếu mà chúng ta có những cái nguồn nước từ những cái sông lớn như là sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long thì có sông Tiền và sông Hậu. Thì cái nguồn nước sông đương nhiên là một nguồn nước mà rất là tuyệt vời. Ví dụ như là cái vườn trụ sở chính gần 2 hecta của chúng tôi tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, nằm phía ngoài đê trên bãi bồi của cái sông Hồng. Thì cái nguồn nước của chúng tôi chính là từ sông Hồng vào. Và cái nguồn nước này thì vô cùng là tuyệt vời. Sông Hồng, nước ở sông Hồng rất là sạch và rất là nhiều phù sa. Và tất cả những cái mà đồng bằng lớn trên thế giới đều được bồi đắp bởi những con sông lớn trên thế giới. Và nếu mà bạn có điều kiện tưới được nước sông thì cũng là một nguồn nước rất là tốt. Cái nguồn nước thứ ba mà các bạn có thể lựa chọn đấy là từ ao hồ. Một trong những kinh nghiệm của các cụ đấy là nước nào mà có cá sống thì có thể tưới cho cây được. Vậy thì ao hồ là một cái nguồn nước sống cũng rất là tốt để chúng ta tưới cho hoa hồng của chúng ta, nếu mà cái ao đó mà đang được nuôi cá, đang nuôi một con gì đó mà cái ao đó không bị ô nhiễm, không bị bẩn, thì đó là một nguồn nước mà tưới cây, tưới cho hồng của chúng ta rất là tuyệt vời. Cái nguồn nước thứ tư mà các bạn có thể lựa chọn đấy là nguồn nước từ nước giếng khoan, nước khoan. Thì cái việc mà mặc dù là gì ạ, thậm chí ở những nơi như đồng bằng thì không phải chỗ nào cũng có cái hệ thống kênh rạch, kênh mương dẫn cái nguồn nước vào. Chính vì thế mà cả trong sinh hoạt, từ tất cả các vùng miền trên cả nước, từ sinh hoạt cho đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thì nước giếng khoan là cái nguồn nước mà giúp chúng ta rất là chủ động. Một số nơi thì có cái nguồn nước khoan, có cái mạch nguồn nước khoan rất là ngọt, thì chúng ta có thể tưới trực tiếp vào cho cây được. Tuy nhiên là hầu hết tất cả các nguồn nước khoan thì nó đều bị có những cái dấu hiệu mà thứ nhất là nó có những cái nớp vàng ố, rồi là gì ạ, vị chua, rồi là cách đơn giản nhất là chúng ta có thể là sờ vào và ngửi thấy mùi tanh, thì đấy là những cái biểu hiện chung mà chúng ta vẫn gọi là bị nhiễm phèn hoặc là phèn chua. Thế thì cái nguồn nước giếng khoan này hầu hết chúng ta cần phải xử lý cẩn thận trước khi chúng ta tưới trực tiếp vào cho hoa hồng. Vì chúng ta biết là gì ạ, hoa hồng nó vô cùng nhạy cảm, nó có thể bị bệnh nếu mà chúng ta tưới trực tiếp những cái nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm chua, thậm chí là có thể bị nhiễm kim loại nặng đó. Khi mà bộ lá chúng ta mà tưới lên hoa hồng thì mà thường là chúng ta có thể chúng ta phải tưới cả vào bộ lá của chúng. Thì khi mà tưới vào bộ lá cái nước nhiễm phèn đó thì bộ lá sẽ không còn đẹp. Mà khi mà bộ lá của cây không đẹp thì cái việc mà tổng hợp và tạo nên vật chất cho cây thì cũng không thể tốt được, dẫn đến là cái kết quả chúng ta mong muốn đấy là hoa cũng không thể đẹp được. Cái nguồn nước cuối cùng mà chúng ta có thể lựa chọn đấy là nguồn nước máy. Thì hầu hết là tại các khu đô thị và các cái gia đình hiện nay thì đương nhiên rồi, nước máy là nguồn nước mà duy nhất chúng ta có thể lựa chọn. Thì cái nguồn nước máy này có một đặc điểm là nó cũng sạch nhưng mà tuy nhiên là nó có chứa clo, và cái điều ấy cũng không tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của hoa hồng. Chính vì thế mà nếu mà chúng ta tưới bằng nước máy thì chúng ta có thể xả ra thau hoặc là xả ra những cái vật dụng chứa 1, 2 đến 3 ngày, nó làm bay hơi hoặc là nó làm cái clo nó bay đi thì chúng ta có thể tưới cho hoa hồng được. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê một số cái nguồn nước mà chúng ta có thể lựa chọn để tưới cho hoa hồng của chúng ta. Tuy nhiên là gì ạ, hầu hết cái nguồn nước mà
chúng ta tưới cho hoa hồng thì chúng ta có thể tưới trực tiếp được. Tuy nhiên là nếu mà để tốt nhất cho hoa hồng thì chúng ta phải xử lý nguồn nước. Xử lý nguồn nước tưới cho hoa hồng như thế nào để cho chúng ta yên tâm nhất trong việc tưới nước? Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng tôi áp dụng hai cái hệ thống tưới, đấy là tưới tự động. Cái hệ thống tưới tự động này nó có rất là nhiều công dụng trong cái việc mà chúng tôi trồng và chăm sóc hoa hồng. Nó giúp chúng tôi hạ được cái nhiệt độ trong cái vườn hồng khoảng gần 2 hectare của chúng tôi. Kết hợp với cái việc mà dàn lưới che nắng, nó có thể giảm từ 5 đến 7 độ C so với lại bình thường. Thì nó làm cho khi mà chúng tôi tưới tự động, chúng tôi tưới phun mưa lên toàn bộ vườn hồng như thế, nó giảm cái sự trong những ngày mà nắng nóng cực điểm hoặc là trong những cái thời tiết mà nó khó chịu, khô hanh, thì nó làm tăng độ ẩm, nó làm cho giảm sự thoát hơi nước của cây hoa hồng. Từ đó cây hoa hồng rất là khỏe và cái điều kiện phát triển của nó rất là tốt. Nó sẽ ít cái mắt bị thui, bị chột, sẽ ít cái cành mà bị nó không đâm ra nhiều mầm. Chính vì thế mà cây hoa hồng của ta sẽ dày răm hơn, dày tược hơn và nhiều hoa hơn và đẹp hơn. Chính vì thế mà cái hệ thống tưới tự động này của chúng tôi rất là quan trọng. Tuy nhiên là khi mà chúng tôi xử lý, nếu mà cái nguồn nước này nó tưới lên hàng ngày trên cái diện tích hoa hồng, trồng hoa hồng và chăm sóc hoa hồng của chúng tôi, thì nếu mà nó không sạch thì nó sẽ gây ra những cái nguồn bệnh. Bởi vì khi mà nó xuống, nó sẽ làm ẩm và nó tạo ra những điều kiện rất là thuận lợi cho việc mà vi khuẩn lấm, các cái bào tử lấm có hại gây bệnh sinh sôi và phát triển. Từ đó nó sẽ làm phát sinh rất là nhiều bệnh tại vườn hồng của chúng tôi. Chính vì thế mà cái nguồn nước tưới trực tiếp vào gốc cũng như là cái nguồn nước mà chúng tôi tưới trong cho cái hệ thống tưới tự động của chúng tôi thì chúng tôi đều phải xử lý rất là cẩn thận. Và 2 năm trước tôi đã nghiên cứu cái công nghệ men vi sinh của Nhật Bản để ứng dụng vào cái việc mà xử lý nguồn nước. Các bạn biết rằng là gì? Trong cái hệ thống, trong cái việc mà chăn nuôi hiện nay thì người ta đã xây những cái bể nhân tạo, xây những cái ao rất là nhỏ, quy mô rất là nhỏ để người ta chuyên canh nuôi cá trong cái diện tích rất là có hạn để tăng năng suất lên. Thì một trong những yếu tố quan trọng nhất đấy là người ta xử lý nguồn nước. Hiện nay với công nghệ của Nhật Bản, sử dụng men vi sinh của Nhật Bản, đấy là người ta có thể một khối nước người ta có thể đạt năng suất gần 5 tạ cá trên một khối nước. Tức là một tấn nước chúng ta có thể có một cái năng suất đấy là gần nửa tấn cá. Thì với cái mật độ cực dày như vậy thì đó là cái điều kiện không tưởng khi mà chúng ta chăn nuôi với cái điều kiện bình thường. Tuy nhiên là với cái công nghệ men vi sinh thì khi mà với cái lượng cá lớn như vậy, chúng ăn thức ăn, sinh sống và thải ra phân của chúng, thì cái phân của chúng chỉ cần vài tiếng đồng hồ mà không được xử lý thì lập tức là gì ạ? Cái nguồn nước nó sẽ bị ô nhiễm và nó sẽ bị thiếu oxy, thiếu không khí trầm trọng. Và người ta đã áp dụng cái công nghệ men vi sinh để xử lý cái nguồn nước đó và luôn đảm bảo rằng cái nguồn nước đó cực kỳ sạch. Và tôi cũng áp dụng cái phương pháp đó vào cái việc mà xử lý nước cho hoa hồng. Tôi có hai cái bể, hai cái ao, mỗi cái ao 60 khối, tổng hai ao là 120 khối. Và tôi áp dụng cái công nghệ men vi sinh của Nhật Bản đó. Một cái sản phẩm mà tôi đã nghiên cứu sản xuất ra để ứng dụng vào cái việc mà xử lý nguồn nước. Thì cái nguồn nước này nó chứa rất là nhiều cái vi sinh vật có lợi, các cái vi sinh vật phân giải cellulo và phân giải đạm. Những cái vi sinh vật và những cái bào tử lấm có lợi này nó sẽ xử lý cái nguồn nước của chúng ta rất là sạch, xử lý những cái bẩn, những cái cặn bã bẩn, những cái phân, những tất cả những cái mà nó không sạch trong cái môi trường nước của chúng ta, và nó bổ sung rất nhiều cái vi sinh vật có lợi vào cái nguồn nước đó. Và khi mà chúng ta tưới lên cây thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng là gì ạ? Không bị vườn của chúng ta không bị phát sinh bệnh. Tất nhiên là trong quá trình mà chúng tôi sử dụng cái hệ thống tưới như vậy thì chúng tôi đã phải kết hợp với cái việc là gì ạ? Dọn dẹp vệ sinh vườn thường xuyên để cho vườn của chúng tôi luôn luôn sạch sẽ. Kết hợp với cái hệ thống tưới tự động này thì chúng tôi có một cái điều kiện rất là tuyệt vời để chăm sóc cho vườn hồng của chúng tôi. Nếu ai mà bạn nào có nhu cầu trong cái việc xử lý nguồn nước thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp những cái sản phẩm mà có thể xử lý được rất là tuyệt vời cho cái nguồn nước của các bạn, để các bạn có thể yên tâm trong việc tưới nước cho hoa hồng.
Ok, xin trên đây là chia sẻ về tầm quan trọng của việc tưới nước, các cái nguồn nước mà các bạn có thể chọn và xử lý nguồn nước như thế nào để chúng ta yên tâm trong việc tưới nước cho hồng. Trong các video, video sau, tôi sẽ chia sẻ về cái thời điểm tưới nước cho hồng, kỹ thuật, những cái nguyên tắc tưới nước cho hồng và kỹ thuật tưới nước cho hồng, để cho nó trọn bộ cái phần tưới nước cho hồng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.